Không này, cái nhồng quá to luôn. Còn đây cá sấu béo béo không là cá tôm đầu nó nè, cái tôm đầu nó cá róc đây, tôm đầy đông bao nhiêu luôn cả nhà. Hiện tại bây giờ là 5 giờ sáng rồi cả nhà, nhưng mà trời chưa sáng. Cái đó là cái điện người ta trong tôm không phải là mặt trời nha cả nhà, nhìn chúng mặt trời ơi xì luôn. Buổi sáng hừng đông ở biển rất đẹp luôn. Đây hôm nay là Nam nó đánh được 2 con tôm đỏ nữa đó. Đây một con cá kinh, với lại cái đây gọi là càng cơm nấm này cả nhà. Càng cơm nấm này là ở cái quán nhậu bán là bự ve là 70 ke. Đó, càng cơm nấm này cả nhà ăn cái càng ngon lắm. Còn cái mình bỏ không ăn cái mình. Wow, cá kinh này, cá kinh quá to luôn. Wow, con nhỏ. Wow, con xong luôn. What? Cá sấu. Tiếp tục cá sấu. Con tôm gỡ cho. Kìa. Đây là cá. Cá kinh. Cá ngân. Đây, mâm. Giờ con tôm đi ai nè. Đó là giờ là ba phần này. Chu kêu. Ui. Có tôm cho con nhà ăn rồi cả nhà. Quá đã luôn. Tôm nhỏ chỉ thích làm nghề cả nhà. Thường thì trước là của anh. Chắc không không? Anh vài á hả? Lớn mà anh còn lại nhận con chú anh có thể còn lại nhận con tôm. Lớn mà anh vài mà con chú thì nó anh cũng... nhỏ anh bớt vậy, có canxi rồi vậy. Phải do bố ba hay bị lấy thành con á, ở trong nó biết sùng tóc ngủ được hay không la hay không thì nhắc kẻ sầu cũng tóc rồi. Có tôm anh rồi cả nhà. What? Tôm đỏ nó còn con không mà nó có gì quá, có 2 vàng dưới đường nào kia không có nữa. Đây, nó đây. Quá đã luôn. Con đi đâu giờ? Luộc lên mà khỏi cần chấm nha. Luộc lên luôn, bỏ vô. Nhây. Hầu cho nó giòn. Béo thơm thơm. Ngọt nước. Đây. Một con tôm nữa cả nha. Đây một con tôm đỏ nữa là 2 con tôm đỏ. Quá đã luôn. Cái kênh tôm đỏ. Và đây một con nữa này. 2 con. Kêu vô kêu 2 dàn kia không biết có con nào nữa không biết. Rồi cả nhà, bây giờ là còn 2 tấm lưới nữa này. Đó này, cái đấu của đồ này. Đó, cá chim. Rồi bây giờ 2 tấm này sẽ đem vô trong bờ để gỡ nha cả nhà. Đem vào trong đất liền rồi này. Rồi gỡ cho sáng quá. Thì buộc phải vô bờ gỡ rồi phải thao lại lưới. Rồi bây giờ là ba anh em tiến hành đi thúng vô bờ nha cả nhà. Đó, bây giờ thuyền đậu vô lỗ chìm chắc rồi. Bây giờ mấy anh sẽ vô trong bờ gỡ cá. Còn cái này là thuyền
những người ta đi biếu á, bọc hai cái lỗ ở lại thôi. Tập mở được một sáng này. Hôm nay không có nắng. Kia kia cũng có hai anh đang vô đi vô này. Sao không kéo được? Cái đó kéo mà tải vô tư rồi thì kéo. Quá đẹp, chuẩn bị trưa đây có nắng. Vô vô. Còn đầu tiên là thúng này sẽ vào, rồi thúng của tay và lại mấy anh em sẽ điều xe. Đó còn kia là cái chiếc đò chở mấy cái thúng mà đi biển vô, đó, chở mấy thúng đi biển vô, cứ một thúng là tính là 50.000 một thúng. Vậy. Đó, một thúng là tính 50 kè. Là từ vài chỗ thuyền mình đậu phía vài xe đó cả nhà. Chở vào đây, di chuyển vào đây người ta họ tính 50 kè một thúng nha cả nhà. Đó. Đầu vô luôn. Mình dán nó tự. Tầm tí nó dành lộn luôn gì đi. Cái nhồng này. Cái nhồng quá to luôn. Nó quá. Còn đây cái xẹo. Béo. Nếu không là tâm đầu nó nè, cái tâm đầu nó có cà rốc đây, tâm đầy đông quá nhiều luôn cả nhà. Mình lớn rồi, mình lớn cái xào lớn này. Hai con hả? Ai con cũng chích không bằng chi. Mấy năm lặng vậy. Cái chanh đốc. Ngon rồi cho hai thằng lớn vậy làm được. Được không? Hả? Được không? 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 Được nó hai cục mướp đây nè, hai cục đầu đây nè, cái đây ra này là nó có hai cục đây nè, thằng đó hai cục mướp đây nè ra lại được hai cục mướp công ty này, còn không lấy hai, ôi giờ cục đang cớ ghê này cả nhà, bây giờ đang kẹt nè, lấy quý bữa giờ ba nhậu quý nhột rồi nó thả ra. Thả ra liền. Đây cuồng đó. Ồ, đây. Còn bự với lại tay là chân gỡ ghẹ với chung chúm nha cả nhà. Nhúm. Ghẹ nhang. Đóng vô rấu như mì tôm.